chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với cảng em Tùng Hoa IO Hải Dương, và ngày mai tiếp tục lên đường cho anh em khách hàng với mẫu lọc xì cao cấp ATC LA315 Pro. Đây là một cái model lọc xì với thiết kế đèn led vô cùng đẹp mắt và độc đáo và rất nhiều các anh em thích. Đầu tiên đó là cái thiết kế giao diện đã. Và ngày mai thì lên đường cho anh em khách hàng trước khi gửi hàng đi, em Tùng sẽ test và kiểm tra các tính năng phục vụ các anh em để cài đặt luôn các tính năng âm thanh tốt nhất để anh em nhận hàng về chúng ta có thể sử dụng được ngay, đến từ dòng lọc xì cao cấp ATC LA315 Pro đây. Thiết kế giao diện ở đây các bác đang được nhìn thấy với phiên bản là màu đen mặt phay nhôm nha các bác, với đầy đủ các cái tính năng để anh em mình chỉnh âm thanh rất là chi tiết với cái giải tần từ 20 cho tận là 20kHz đấy. Và những anh em đặt hàng đơn hàng trong ngày hôm nay, các bác lưu ý cho em tất cả tính năng bên em đã hỗ trợ setup và cài đặt rồi. Nếu như các bác chưa biết cách tinh chỉnh thì khi nhận hàng về các bác chỉ cần sử dụng cho em bằng cái nút đó là bypass ở đây, các bác nhấn vào hoặc là nhả ra để anh em mình cảm nhận âm thanh có sự khác biệt giữa chế độ âm thanh nhạc thường hoặc là chế độ âm thanh nhạc qua lọc đấy là được rồi. Còn nếu như các bác muốn tinh chỉnh thêm thì bác sẽ thao tác cho em trên rất nhiều các nút tính năng. Bác sẽ có các nút tính năng cơ bản như sau, em hướng dẫn lại một lần nữa để anh em mình nhận hàng về chúng ta có thể tự mình thao tác và tinh chỉnh nhá. Bác sẽ có là nút modem, các nút tính năng ở bên góc tay trái, nút modem để anh em mình chuyển các chế độ lấy tín hiệu nhạc, cung cấp nhạc. Các bác có thể sử dụng đường USB, đường AUX trắng đỏ hoặc là đường cổng Bluetooth, và các anh em nhấn cho em nút modem để chuyển cổng tín hiệu. Tiếp theo ra sẽ có 3 nút tính năng để anh em sử dụng với đường cổng cắm USB. Các bác muốn chuyển bài, lặp lại bài hay là quay lại bài tạm dừng ấy, thì bác anh em sử dụng 3 nút tính năng này. Đấy, và khi chúng ta cấp được tín hiệu nhạc vào thì cái màn hình các bác nhìn này, cái giải đèn led này nó sẽ chạy. Đấy, còn nếu như chúng ta cấp tín hiệu nhạc sai thì nó sẽ không ở chế độ đèn led nhé. Ví dụ chúng ta cấp tín hiệu sai đây, các bác nhìn cái đèn led nó sẽ không hoạt động. Đấy, và khi chúng ta cấp tín hiệu đúng thì nó sẽ chuyển sang chế độ đèn led. Các bác lưu ý cho em để anh em mình kết nối làm sao cho đúng các cái đường cổng tín hiệu. Các bác lấy đường cổng nào thì các bác nhớ chuyển cổng tín hiệu cho em đúng đường cổng đó nhá. Và đây là các nút tính năng để anh em mình tinh chỉnh âm thanh với mẫu lọc LA315 Pro. Bác sẽ thao tác trên các nút chiết áp cho em và các nút bấm cho em thì có hai nút cơ bản để anh em mình chỉnh âm thanh. Nút gain, khi ra nhấn vào nút gain này, đây là cái phím chiết áp. Nút gain này có thể nhấn vào và xoay nhá, xoay vô cực cả nút volume cũng vậy. Anh nhấn vào nút gain thì lập tức thì các bác nhìn thấy cái biểu đồ âm thanh của anh em nó sẽ hiển thị và tạm dừng lại cái đèn led. Đấy, và nó sẽ có ký hiệu nháy ở các giải tần. Thì đây các bác đang nhìn thấy đang ký hiệu nháy ở giải 20, tức là cái giải tần đầu tiên của giải bass đấy. Các bác muốn tăng muốn giảm cho em, xoay cho em tím volume âm lượng. Đấy. Tăng thì bên phải, giảm bên trái, các bác nhìn cái đèn led nó đi theo cái chế độ âm lượng không ạ? Đây thì em đang tắt cái đèn đi, tức là em tắt cái chế độ giải tần ở 20 đi rồi, giảm về 0 rồi. Em muốn tăng thì em lại vặn tiếp tục. Đấy. Càng tăng thì cái đèn led nó càng nhiều lên và ký hiệu số nó cũng sẽ hiển thị ở trên chiếc màn hình con các bác nhá. Tiếp theo chúng ta muốn chỉnh thêm giải tần 25, chúng ta xoay cho em nút gain sang số 25 thôi, tăng này, giảm này, hay là 315 ra lại xoay cho em sang 315 này, giảm này, tăng này. Các bác cứ để ý cho em cái đèn led màu xanh lá cây xanh da trời ấy, phía dưới cùng ấy, nó nháy ở cái cần số nào thì chúng ta sẽ chỉnh ở cần số đó cho em, và nhấn cho em nút gain để chúng ta chỉnh và xoay cho em nút gain để chuyển sang các chế độ giải tần để anh em chỉnh nhá. Chỉnh bằng cách là xoay cho em với volume tăng bên phải và giảm bên trái cho em. Ngay lập tức các giải âm thanh, giải bass, giải trung, giải chép trên cặp loa sẽ thay đổi với các giải tần từ 20 cho đến là 20kHz anh em tinh chỉnh. Bao gồm giải bass từ 20 cho đến 500, giải trung sẽ là 630 cho đến 2.5k, cuối cùng là giải chép là 3.15 cho đến 20kHz. Đấy, tinh chỉnh rất chi tiết đến từ mẫu lọc xì LA315 Pro. Đấy, trước thì chúng ta sẽ chỉnh cơ ở trên những mẫu lọc xì cơ thông thường ấy, nó sẽ gạt các cần, gảy các cần số lên. Nhưng ở mẫu lọc xì mà nó tích hợp các phím chiết áp mà nó thiết kế đèn nét đẹp như này thì chúng ta sẽ thao tác ở trên phím game volume, nó chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Và phía dưới sẽ là các nút tính năng để anh em mình sử dụng các chế độ, lưu tính năng, lưu các cái mode mà chúng ta đã cài đặt. Ví dụ như anh em đã cài xong rồi, chỉnh âm thanh xong rồi, ta nghe cái giải âm thanh bass chép cái nhạc này nó rất phù hợp rồi, sau này các anh em muốn nghe cái chế độ này thì chúng ta sẽ lưu saver, nhấn saver là sẽ máy sẽ tự lưu. Và nhấn cho em nút zip cam ra sẽ gọi các cái mode ra. Chúng ta nhấn vào cái nút zip cam này, các bác sẽ thấy ngay nó sẽ hiển thị các cái mode, để mode 1 này. Chúng ta sẽ chuyển sang mode số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 mode tất cả để anh em mình lưu mode, lưu chế độ nhé. Và một cái nút rất quan trọng để anh em mình phân biệt âm thanh qua lọc và không qua lọc nó khác biệt như thế nào, đó là nút bypass mà em đã hướng dẫn ngay ở đầu video. Nhận hàng về anh em mình chưa biết cách tinh chỉnh thì các bác chỉ cần nhấn cho em bypass thôi, chúng ta có thể nghe được ngay chế độ âm thanh khi mà qua lọc và không qua lọc rồi. Đấy, còn lại sau vài lần sử dụng là anh em có thể tự mình tinh chỉnh âm thanh bass trung chép. Nó giống như ở trên âm ni vậy, chúng ta sẽ xoay bằng phím chiết áp, còn ở trên này chúng ta sẽ sử dụng trên nút gain và nút volume để chỉnh âm thanh điều phối các giải tần bass trung chép rất là chi tiết cụ thể trên dòng lọc LA315 Pro. Với thiết kế đẹp và chất âm như nào, ngay bây giờ em sẽ cùng anh em tiếp tục trải nghiệm dòng lọc LA315 Pro. Thì ở đây em sẽ sử dụng kết nối với điện thoại di động thông minh để em lấy tín hiệu nhạc, để em mời quát
lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ mẫu lọc xì LA35 Pro nhé. Đây là một trong phiên bản lọc rất là chất lượng mà em cũng đã giới thiệu rất nhiều ưu việt giúp cho trước đó rồi. Đấy, mời các bác ra lắp tai nghe và trải nghiệm. Còn đây là chế độ âm thanh nhạc thường này. Đấy, các bác thấy hai cái dạng âm thanh nó khác nhau, còn tiếng của qua lọc nó cũng sẽ to hơn này, âm thanh bass nó sẽ sâu hơn. Đây các bác nghe này. Các bác đã được thưởng thức âm thanh của mẫu lọc LA315 Pro, một trong những model mẫu lọc rất là chất lượng. Và phiên bản này là lọc cơ nhé các bác, lưu ý cho em đây là lọc cơ, chúng ta sẽ chỉnh cơ hết, không cần phải thuê thợ về chỉnh, cũng không cần phải chỉnh qua máy tính phần mềm phức tạp. Các bác có thể lưu mốt lưu chế độ ngay trên dòng lọc cơ này. Đấy, một trong những mẫu lọc rất đẹp, thiết kế đèn led. Và giá thì bên cửa hàng em vẫn đang xảo giá quá hấp dẫn phục vụ các bác. Hàng sản phẩm chính hãng đến tay người dùng, chúng ta được quyền kiểm tra, được test thử hàng, chuyên toán và không cần đặt cọc bất kỳ đồng phí nào cả. Khi các anh em mua hàng từ cửa hàng em và các anh em đang có nhu cầu mua lọc LA315 Pro hàng chính hãng, liên hệ trực tiếp ngay về Tùng Audio Hải Dương. Và ngày hôm nay thì trước khi lên đường, thì hàng em cũng đã test lại một lần nữa các tính năng rồi, đã setup và cài đặt trước các tính năng âm thanh tốt nhất phục vụ các bác rồi. Hy vọng là anh em nhận hàng về sẽ cảm thấy ưng ý và hãy để lại cho em nút like, đăng ký kênh và nhớ theo dõi cập nhật video liên tục tại cửa hàng Tùng Audio với tất cả trang bị âm thanh và giá rẻ phù hợp với tất cả tầm giá nhé. Xin chào các bác.